quay cận cảnh lại cho mọi người thấy nha. Đây, chim chép nướng mỡ hành lên khói ngay ngút, sôi ùng ục. Ngon chưa mọi người ơi? Quá sức cái trận này. Rồi, mình sẽ thử cái con này. Nãy xử trên bếp hết một con rồi. Con đầu chính này mình gấp vào từ từ rồi đó. Wow, wow, wow. Làm sao chịu nổi đây? Sáng dậm thiên nhiên ban tặng quá đã. Ngày hôm qua mình bắt mình ngâm một đêm nữa cho nó nhả mà cái sình đất rồi ra hết. Giờ cái này mình rửa sạch rồi vô chổng luộc nó sơ cho nó tách cái một phần vỏ bên đây ra. Mình bắt đầu mình cái nướng mới hành nha mọi người. Con ngon ghê, con nậu nó bá không. Rồi, bây giờ mình sẽ luộc khoảng 5-10 phút cho cái vỏ này nè, không có nó bung ra nha. Rồi sau đó mình sẽ ra miếng hành nha mọi người. Rồi, được rồi đó mọi người ơi. Đây nè, thả ra gì là ok đó. Bây giờ mình sẽ tắt ra một tắt cả hết một miếng một bơ này nè để mà mình bỏ mỡ hành cho nó ngon nha, hấp dẫn cái trời luôn đó. Không bắt đầu tắt ra nhìn ngon chưa mọi người ơi. Đây mình đã tách vỏ hết rồi nè, một bơ hết rồi nha mọi người, nhìn cực kỳ ngon luôn. Ủa nó mập ông nội ơi, có là ghiền luôn, quá mập chang chang. Xong mà mập cỡ này nè, ăn nó đã cho mình coi nha, quá ngon cá thao luôn. Rồi mình sẽ vào tiến hành nướng thôi nha mọi người. Đây gia vị chút xíu mỡ hành với hành phi, đậu phộng, cái nước mắm chua rưới lên ăn cho nó ngon nha mọi người. Rồi mình sẽ tiến hành nướng nha mọi người. Bắt đầu nướng thôi mọi người ơi. Ngon quá ngon mọi người ơi. Chèm chép nướng mỡ hành nha. Sao mà chịu nổi đi. Á à, ngon quá hấp dẫn. Để mà không hết cái dĩa luôn trời. Còn mấy con như mấy con nữa. Trời ơi, cho nguyên liệu thơm ngon vô. Mỡ hành, thơm quá.
hành phi. Quá ngon, quá thơm mọi người. Sao không chịu nổi đây. Xèo xèo rồi đó. Mở hành giải ra. Quá sát cái trận này. Mày tìm vài chai ốp lạnh. Ngồi ở ngoài đồng ruộng gì nhâm nhi luôn ha. Còn gì bằng nữa. Dưới xong hết mình quay cận cảnh cho người coi nha. Quay cận cảnh lại cho mọi người thấy nha. Đây chim kiếp nướng mỡ hành lên khói ngay ngút sôi ùng ục. Ngon chưa mọi người ơi? Quá sức cái trận này. Đặc sản quá. Nhìn nó mỡ nó tôm tôm mà mình thấy đổ mồ hôi lưỡi vậy đây. Quá ngon vào cái trận này rồi nha. Đây. Không thể cưỡng nổi. Bây giờ chỉ còn là chờ đợi cho mỡ đó. Nó rút vào cái con chim chép. Chấm đen là chấm với tiêu chanh thôi. Quá ngon mọi người. Là đủ thèm mà này nha mọi người. Xèo 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 xèo. Mỡ hành bốc lên, xông vào mũi. Làm sao mà cưỡng lại nổi. Quá sức. Tiếp theo là mình sẽ ngửi đầu họng nha. Hấp dẫn hơn sò lông nướng mỡ hành. Hơi động cái gió tự nhiên luôn. Gần hết chén đậu phộng luôn. Con này. Con này chín chín nha, thử con. Ha, ha, ha. Quá ngon. Ngon mà có người thèm luôn á. Đây nè mọi người, con này đã chín này nè, khô đây nè, chưa? Nước miếng nước mắm chua ngọt lên này,
Hấp dẫn chưa? Làm sao cưỡng nổi. Rồi, mình sẽ thử cái con này. Nãy xử trên bếp hết một con rồi. Con đầu chính này mình gấp vào từ từ rồi đó. Wow. Làm sao chịu nổi đây. Sáng vật thiên nhiên ban tặng quá đã. Tiếp cho vô miếng nước mắm. Phải khô hay khô quá đã. Tiếp theo quá ngon. Quá đã. Mày còn hơi thiếu hiếu không? Dạ ít lon ấp lạnh hay sao? Thôi mà thôi. Để giờ mình gấp cái từ từ hết mấy này mới được. Ờ, cái video mà xòa lông nướng bậy không? Cái video mà chem chép nướng mỡ hành của mình đến đây xin tạm dừng nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Nhớ đăng ký kênh miễn phí để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại. Xin chào.